có một cái thời điểm mà anh em ở trong kia người ta chiết nhá, chiết mãi không ra rễ, nhưng có thời điểm là chiết chỉ khoảng tầm mười mấy ngày là nó ra rễ tùm lum, nó như kiểu nó ra do thời tiết ấy. Đấy, thế là chiết vào giá gió bắc à? Cháu ở trong kia cái thời điểm mà cháu chiết đi là nó cũng em đúng không? Em chiết ở trong kia thì là nói thật ra là nó có thời điểm nó rất là lâu ra rễ. Có một thời điểm thì thằng cu em nó bảo là có mới mười mấy ngày nó đã ra rễ tùm lum rồi. Nếu mà tầm tháng này chiết là vẫn được. Đấy này, nếu mà vào tầm khoảng tháng 11 chiết, tháng 12 chiết, tháng 11 chiết là lâu. Tháng 2 là lâu. Tháng 11, tháng 12 là lâu à? Đúng rét lâu. Đấy, có một thời điểm nó chiết mãi chả ra rễ. Bà con trong kia chiết mãi chả ra rễ. Nhưng có thời điểm thằng em nó chiết có mười mấy ngày là nó ra rễ. Chiết vào tầm tháng 8, tháng 9 này vẫn được. Tháng 8, tháng 9 vẫn được à? Đấy. Nhưng mà như thế này ông không cần kiểm tra rễ, ông cũng biết là anh cũng biết là có rễ à? Có chứ. Bởi vì nó có ngày rồi. Nó có ngày rồi, nếu mà sờ cái nào mà nó ấy là nó... Là không có rễ là về là khách mắng đấy. Đúng rồi. Chứ nhiều khi là các bạn mua cành chiết mấy cả mua mộc hương giống, tôi đợt đấy tôi ấy ấy. Mẹ nó hàng mộc hương nó cháy quá ấy. Nó bao nhiêu hết đi. Mẹ toàn ngắt ngọn này cắm vào bịch. Xong rồi giao cho khách. Mấy hôm sau khách nó héo. Đã ra rễ đầu. Cái đợt mộc hương giống này. Nó sốt. Phải kiểm tra rễ đi ông ạ. À. Anh ạ. À. Không là mệt đấy. Về là này. Không có rễ thì về nó kiểu nó yếu. Không đảm bảo được. Về nó lại chết. Xong cái chính là như cái hàng này chả đáng bao nhiêu. Xong rồi nó mang tiếng là... Cái như các cái cành này thoát ác nhỉ. Ui tổ. Này là em tính là để nghĩ để làm. Nhưng chính nhà em qua bảo mấy hiền tổ là vẫn làm thoải mái. Vâng. Bây giờ như cái bọn nhà bọn sợ. Bọn nhà này là làm. Chưa. Cắt chưa? Đấy chú để lại cái kinh tài khoản để làm. Bọn nhài này này làm là bây giờ là cũng lợi nhuận là cao nhất trong cái giống mình biết đấy. Hồng thì tốn thuốc á. Ừ. Vất vả. Có ở đây bán được giá chứ còn loanh quanh như kìa. Làm được đẹp. Ừ, làm được đẹp. Chứ ở trong kia mấy anh em trong lại ốc trồng cây 4 5 năm trồng thì mẹ chán chẳng muốn nhìn. Không bán nhỉ. Ừ. Nhìn nó xấu. Chán chẳng muốn nhìn. Nói chung là nếu mà so ra cái thân mới cả thoát thân thì nó cũng như ngoài này, nhưng mà kiểu thân nó toàn mụn cóc mới cả mụn ghẻ. Mình cứ trêu lắm ở đây thì thằng em nó bảo là ở đây là chăm lắm anh ạ, thế nọ thế kia. Nhưng mà hôm trước mình bắt được cái tổ chim ở trên cây mới bảo là ở thế đấy, cái thằng này cũng nói điêu cũng nhiều. Chăm mà không biết tổ chim nữa. Ừ, chăm bình thường phun phóng nhiều là chim làm gì làm tổ được. Còn ở trong kia thì ngày xưa thì cái tầm hè này là chúng nó không mở vườn ngoài Eco Park các thứ, là toàn tầm này nó chúng nó ấy thôi. Chứ còn tầm cứ tầm 12 giờ với là 1 giờ sáng bắt đầu là chúng nó mang máy bơm đi chúng nó tưới. Tại vì cái tầm đêm đêm mới đi tưới, xong rồi vừa có nhiệm vụ trông vườn, xong rồi mát nữa. Đấy, cành nhài đây. Còn làm cái này mà để cho nói rõ hết thì chắc là đấy tôi cũng nói rõ rồi. Cái nhài này thực ra là nếu mà trong mấy cái giống mà đồng đảnh ấy thì là cái nhài này nó cũng đồng đảnh chứ không phải ấy, nhưng mà hiện tại bây giờ là vẫn là mô hình làm kinh tế là được. Còn có các loại khác thì ví dụ nó phải chuyên môn, nó phải kinh hơn nhiều, ví dụ như là hoa hồng hoặc các thứ. Hoa hồng kiểu chuyên môn, xong phải chăm sóc, xong phun phóng nó nhiều. Nhài này thì cũng nhàn. Nhưng mỗi tội là đấy cái chiết này chưa có bảo rồi đấy, tức là cái thời điểm mà thằng bọn anh em chiết mấy bà con ở trong kia chiết này, chiết bảo mẹ chiết mãi 2-3 tháng liền không ra rễ. Tôi phải nói dối làm gì, bà Sơn mấy cả các thứ gì bảo mẹ sao lại cái loại này chiết từ lúc khoanh vỏ đến lúc chiết là 2-3 tháng rồi không ra rễ. Có thằng đợt thằng cu em nó bảo là anh ơi cái loại này có mười mấy ngày đã ra rễ rồi. À, nó phải do thời điểm. Vào rét là chậm à? Vào rét là chậm ra rễ. Bà mấy bà chiết bà bảo là ô thế cái loại này nó nâu ra dễ thế nhỉ, 2-3 tháng liền không ra dễ.
Thế là ấy, ấy. Còn bọc bình thường là bà con ở trong kia là bọc bằng giấy bóng, thế là nhìn qua là biết có dễ hay không. Bọc bằng cái giấy bóng trắng này. Trắng. À, nhìn qua là biết có dễ hay không. Thế này tiện cái giấy cũ này, thế là còn nếu mà chia cái này vào một tầm hè nắng thì lại phải cần cái bóng này. Đấy, còn sau khi chiết phát là toàn cây thoát thân này, cây tuyển, tuyển dần. Đấy, nhiệm vụ của chiết là như thế. Còn bây giờ khi mà nhài các cái cành chiết này nó không được giá nữa ấy. Được giá nó ấy ấy. Thế là bà con ở trong kia là toàn cắt hết đi, không để cành chiết để chiết. Có một thời điểm là từ 30, 35, 40, 45, 50. Huy Tư thì bảo là có thời điểm 50.000 một cành. Đấy, mà có được thoát như này, nhìn kênh này nó tuyển như này, như thế này nó phải tầm 1m3. Còn nếu mà mua được thì là cái mua hàng bịch thì nó vẫn đảm bảo hơn, nhưng mà nó thứ nhất nó nặng, nó mất cước vận chuyển. Rồi cái gì cũng có giá của nó cả. Cành thì được cành chiết này nếu mà người ta cho vào bịch ấy thì cước vận chuyển của nó cao. Có mỗi cái nhài này nói chung là nó sẽ có tỷ lệ hao hụt đi. Còn hàng bịch thì nó ít chết hơn. Bà Tâm Tơ có một lần đấy, bà bảo mà ngày xưa mua cái cành của bà gì nhỉ? Bà Sơn đấy, 50.000 chắc là chỉ được như này nhỉ? Chỉ được như này. 50.000 một cành chỉ được như này thôi này, không được như này đâu. Đến đây nó gấp 3 lần. 50.000 của anh em ngày xưa là 40 đến 50.000 nó chỉ được như này. Về cành chiết của bà ấy chắc là kiểu trồng nó không được ấy này. Chết nhiều. Xong mình trong video mình có nói là cách đây 1 năm bà mua của bà Sơn lại 50.000 thì thôi bây giờ bà bán 80.000 chứ gì. Khách bảo nếu mà anh mà bà bán 80.000 thì anh bảo cho em. Về sau gọi cho bà Tâm Tơ, bà Tâm Tơ bảo là tao bảo mấy khách lấy 40 cây là 200.000. Tại vì nó chết nhiều lắm mày ạ. Thế mình mới nhớ ra. Mình bảo quên mất là đợt cành chiết như này là nhiều anh em là mua về chết nhiều. Thằng em Trung cũng thế. Em chả biết mọi người trồng như thế nào nhưng mà cành chiết của em về chết nhiều lắm anh ạ. Nó có cái tỷ lệ hao hụt. Hàng bịch thì ít tỷ lệ hao hụt hơn nhưng mà hàng bịch kiểu mất cứ vận chuyển mấy cái thứ. Còn trồng thì nếu mà theo mùa thì chắc là trồng tầm này là nó ít chết. Nó ít chết. Nhưng mà hình như vào thời điểm lạnh nhỉ. Bà ấy bà trồng vào thời điểm lạnh. Có 200 cành xong rồi mang về cho anh. Anh xây nhà cho nhà tôi ấy. Cũng có ruộng như này này, trồng lên xong rồi mai sau cũng như thế này này. Kiểu cũng đau đáu dạy tương lai là trồng cái gì nuôi con gì ấy. Chứ không như các bạn gọi là như cái loại này nếu mà chiết ra thì cái thân này nó đầu voi đuôi chuột quá. Để thoát thân đây. Mai sau sẽ ra toàn bọn siêu phẩm này. Toàn bọn thoát thân cao. Thế dần dần đi vào chuyên nghiệp. Đi vào hàng kiểu hàng phải thoát như thế này này. Đấy chứ nó không phải bụi biếc nữa. Còn đấy là nói sơ qua cho mọi người như thế. Cành chiết mà thoát cao phết đấy. Đây. Tôi lấy một cành dài nhất và một cành bé nhất để tôi đo nhá. Đây là một cành dài nhất và một cành bé nhất này. Đây. Đây nha. Nhưng thực ra là nếu mà ở trong kia thì có nhiều cành nó ấy hơn. Nhưng mà để tôi cho các bạn xem cái cành dài nhất và cành bé nhất. Tại vì ở đây là cắt xô chứ không phải cho các bạn những cái quy cách mà nó thế loại kia đâu. Ví dụ như bây giờ các bạn tuyển những cái cành toàn như thế này thì giá nó khác thôi. Nhưng ngày xưa ví dụ như cái cành mà 50.000 thì nói chung là chắc nó to hơn thế này một tí. Đây cho các bạn xem. Còn cái thời điểm mà ngày xưa mà cái loại mộc hương với các thứ này tôi cũng làm video tôi trêu ấy. Nhiều người toàn bị nó lừa thôi. Chiết mẹ gì nó bọc tí đất cành nó cắt lên kiểu này này. Đây toàn cành kiểu cắt đi như này. Nó bọc ít đất nó cho vào cái bầu nó bán cho các bạn về nhà héo hết. Tại vì có phải là chiết đâu. Mà là kiểu cái cành nó vừa mới cắt ở trên cây xuống xong rồi. Nó cho vào trong cái bịch, nó cắm xuống cái bịch. Xong nó lấy dây mới lấy túi bóng nó buộc vào. Xong rồi về nhà các bạn 2-3 ngày nó hơi héo. Chứ đã ra dễ đâu. Còn đây để tôi cởi cành chiết ra cho các bạn xem. Những cái thứ hai là đo thoát thân rồi chiều cao. Thân nó bằng tầm nào. Đấy, bên đôi khi mẹ bán hàng lại phải thế này. Thuyết mày ra cầm điện thoại tao cái nào. Hay mày cởi đi.
cầm cành cho đây là ấy như này là nắn ở đây, nắn ở đây có ra rễ hay không, cắt luôn về đưa cho anh ấy là được, xé luôn ra, xé dưới ra. Đấy, đấy. Còn hôm nào hướng dẫn mọi người cái bao tháo hẳn ra, xé hẳn ra. Đấy, đầy tính chính danh cái này còn gì nữa. Đấy, xong rồi tí nữa em chụp ảnh đi, cả xé cả cái này nữa đi em. Thực ra nếu bằng khi chiết là dùng cái túi bóng trắng thì nó ấy hơn. Đấy, không có dễ à, ít dễ à. Cái này đâu có dễ đâu. Về khách đây này, những cái cành này là khách trả lại ngay. Người ta xé ra, người ta chụp ảnh, người ta quay phim ra mệt lắm. Các ông hình dung chưa? Đấy, ít nhất là nó phải như thế này này. Đấy, đây này, nó phải như thế này này. Đấy, thấy chưa? Tôi bảo bọc, kéo ra. Về nếu mà trồng cái loại mà không có rễ này là nó, để nó chết. Người chết xong rồi cuối cùng bán được có đáng ghéo bao nhiêu tiền, mang tiếng ra. Thấy chưa? Đây, đo cái loại cành thoát này. Như con này sướng nha. Đây. Có lẽ phải để thêm thời gian. Thế mới bảo là khi chiết ấy, lấy cái bóng trắng ấy, cái bóng trắng ấy. Không phải sờ lắm gì cả. Mà cao là 1m4 này. Thoát thì nó cũng phải đến đây, thoát 1 mét. Đây. Thân nó bằng tầm điếu thuốc. Tầm điếu thuốc thôi. Đây, điếu thuốc này. Còn cái loại kia thì bé hơn, đấy là cành to và cành bé. Còn làm kinh tế như cái bọn này thì tôi chả biết là các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu chưa bằng điếu thuốc. Mà bây giờ không bằng điếu thuốc thì biết so sánh cái loại này với loại nào bây giờ. Đây. Cái loại là cành bé nha, tại vì cắt lung tung ấy, cắt xô ấy. Tôi nói thật ra là đến bây giờ tôi chỉ sợ mỗi mang tiếng thôi. 7 năm. Cao cả cành 7 năm. Đấy. Bé nhất. Còn đây các cái loại cành này thì kinh, 1m4. Đấy, Aloso đấy. Ở kia đang ấy 200 cành. Cái loại này đây. À đây, nó bắt đầu sùi đây. Cái loại này nếu mà các bạn mà về mà không ra rễ như này nha, các bạn bọc xong rồi các bạn ấy vào trong cát ấy, nhưng mà vì là không ra rễ cho nên tỷ lệ nó sẽ ấy.